Hey, xin chào, chào mừng đến với Viện Devils, kênh dành cho cộng đồng fan MU Việt Nam. Hôm nay lại là một video solo của mình để trả lời một số comments của các bạn. Ngoài ra thì mình muốn đề cập đến một số tin tức mà đã diễn ra trong tuần, nhưng mà mình chưa có cơ hội để bàn bạc đúng không? Thì hay là mình mở đầu với cái tin này đi. Thì nếu như mọi người không biết ấy, thì Rio Ferdinand, vậy mọi người biết Rio Ferdinand đúng không? Mình đã không nói là nếu như mọi người không biết Rio Ferdinand là ai. Nhưng mà Rio Ferdinand thì có một cái podcast, mà cái podcast này thì hàng tuần và mỗi thứ hai là được đăng lên. Và thường là ở bên Anh này thì bọn mình có thể xem được bóng đá là thứ bảy và chủ nhật đúng không? Đấy, thì sau khi mà các trận giải ngoại Anh ấy đã diễn ra ấy ở cuối tuần, thì đầu thứ hai Rio Ferdinand cùng với các người bạn của Rio Ferdinand sẽ quay một cái podcast và thu âm, và sau đấy là sẽ đăng lên tầm chiều thứ hai. Thì thứ hai này, thứ hai vừa rồi loạn hết cả lên, tại vì thời gian bây giờ không nhớ nữa. Đúng rồi, thứ hai tuần này này đấy, thì Rio Ferdinand đăng lên cái podcast và nêu lên cái cảm nghĩ, cái suy nghĩ sau cái trận thua giữa Manchester United, thua Manchester City ở Old Trafford đúng không? Thì góc nhìn mình là gì? Đây là lần đầu tiên nhá, Rio Ferdinand đã chính thức nêu lên ý kiến là đã đến lúc Ole Gunnar Solskjaer cần phải nhường lại cái vị trí này cho một người khác. Góc nhìn của tôi là gì? Góc nhìn của tôi là thank God. Thank God ở đây là cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa là bây giờ điều này đã xảy ra. Tại vì nó đã mất quá lâu rồi, cho đến khi cái điều này mới xảy ra được. Điều này đáng lẽ phải xảy ra khi mà mình thua Liverpool 0-5 ở Old Trafford, một cái trận thua nhục nhã. Mình không hiểu được là vì sao có lại có thể có một cái huấn luyện viên của một cái đội tuyển lớn, một trong những đội tuyển lớn nhất thế giới, mà vẫn còn sống sót được sau cái trận đấy. Đấy, và từ trước đến nay này, thì nếu như mọi người không biết, thì ở bên Anh này có hai gọi là đài truyền hình về bóng đá và thể thao nó rất là lớn, đó chính là BT Sports với cả Sky Sports. Thì Rio Ferdinand ấy là một trong những người gọi là nhà phân tích viên ở trên BT Sports, và Gary Neville là một trong những nhà phân tích viên ở trên Sky Sports, và hai người này đều là hai người mà rất là trụ cột cho cả hai chương trình này. Và thường mỗi khi mà MU đá xong ấy thì luôn luôn có được góc nhìn suy nghĩ của hai người này, cộng thêm với Paul Scholes và Roy Keane nữa, nhưng mà thường là hai người này là hai người chính. Thì trong những tháng vừa rồi ấy, với cái màn trình diễn tệ hại của Manchester United như này, và cái sức ép ngày càng lớn lên và đè lên vai của Ole Gunnar Solskjaer, thì Rio Ferdinand và Gary Neville luôn luôn consistently là gì, nhất quán à, một cách nhất quán bảo vệ Ole Gunnar Solskjaer. Bảo vệ bằng cách nào? Bảo vệ không bảo là ôi ông này thật ra làm thế là tốt, không hề nói thế. Nhưng mà luôn luôn ấy, ví dụ như là sau những cái trận thua như kiểu Aston Villa, hay là trận hòa với Everton ở nhà, hay là trận thua 0-5 với Liverpool ấy. Đấy, thì thường ấy trả lời phỏng vấn sẽ như kiểu là những cầu thủ này cần phải làm tốt hơn, những cái cầu thủ này họ gọi là gì nhỉ? Không có tinh thần chiến thắng, winning mentality, đúng không? Đấy, hay là đổ lỗi là ôi đội bên kia đá rất hay, đội bên kia đã có một bài chiến thuật rất là tốt. Hay là đổ lỗi cho kể cả nhà Glazers đây, là nhà Glazers đã tạo nên hết tất cả cái tình huống này, thế này thế nọ. Mọi người hiểu không? Là khi mà dưới góc nhìn của một fan ấy, mà xem những cái phần bình luận này, mình cảm thấy rất ức chế, rất rất ức chế. Và vì thế mình nhắc đi nhắc lại mọi người là bây giờ mình hay xem fan content hơn. Tại vì nội dung đến từ fan ấy là nó chân thật. Nó chân thật. Họ họ là những người mà thực sự là muốn những gì tốt đẹp nhất cho câu lạc bộ đấy. Còn những cái phân tích viên này này, những nhà bình luận viên này này, thì dù gì đi nữa họ có những cái quan hệ mà cũng ràng buộc họ và khiến cho họ không nói lên được hết tất cả những gì mình suy nghĩ. Và có rất nhiều những cái trường hợp mà ở trên studio của BT Sports hay là của Sky Sports mà Gary Neville cãi nhau với các phân tích viên hay bình luận viên khác đấy, và Rio Ferdinand cũng như thế rồi. Và thường họ họ cãi nhau khá là nảy lửa đấy, tại vì những người kia ấy thường là những cầu thủ cũ của ví dụ như những đội như là Liverpool này, Jamie Carragher là của Liverpool, hay là Michael Richards là trước đây của Man City
đúng không? Hay Souness là trước đây cũng là của Liverpool nữa. Thì mọi người có thể thấy là dần dần ấy, ở bên này này thì bọn mình hình thành một cái suy nghĩ là ok được rồi. Những gì mà Gary Neville và Rio Ferdinand nói ở trên mạng xã hội và nói ở trên những cái đài truyền hình này đấy thì có vẻ như là đang dần dần mất uy tín mọi người ạ. Mất uy tín ở đây là lose credibility. Mất uy tín đặc biệt là khi về nói về cái chủ đề Manchester United. Tại vì ấy, cái điều mà làm cho bọn mình ức chế và bức xúc ấy đó chính là những cái người này được trả lương, được trả tiền rất cao để nêu ra quan điểm của họ và nêu ra cái sự phân tích của họ ở trên truyền hình, mà cái này là trực tiếp luôn đấy, thì họ được trả lương rất cao, tại vì những người dân ở đây thì người ta cũng bỏ tiền ra để xem những cái chương trình này đúng không? Thì khi họ được trả tiền rất cao như thế để nêu suy nghĩ của họ ấy, thì cái suy nghĩ đấy nó phải có một độ sâu và cái độ chân thật nhất định thì người ta mới bỏ tiền đúng không? Chứ bây giờ bạn không thể nào bỏ tiền để nói nhưng mà những gì bạn nói ấy, nó lại mất sự uy tín đi. Đấy, cái này thì và vì thế thì đối với mình và rất nhiều fans ở bên này thì đang càng càng ngày càng gọi là ức chế với Rio Ferdinand và Gary Neville. Nhưng mà cái mâu thuẫn ở đây ấy, thì dù gì hai người này cũng là legend của câu lạc bộ. Hình như Gary Neville đã thắng 12 giải. Mình nhớ có đúng nhỉ? 12 giải ngoại Anh với câu lạc bộ. Rio Ferdinand cũng thắng rất nhiều. Đấy, và tất nhiên là Rio Ferdinand và Gary Neville cũng thắng Champions League nữa. Thì toàn là những huyền thoại của Manchester United. Nhưng mà khi mà bây giờ với vai trò của một phân tích viên ở trên những cái đài truyền hình này và họ nói và họ thường ấy, họ bảo vệ thì nó là một sự mâu thuẫn rất rõ ràng và nó cũng là một sự mâu thuẫn trong tình cảm và cảm xúc của fan nữa, đúng không? Mình rất thích những người này vì những gì họ đã cống hiến cho câu lạc bộ. Nhưng mà hiện nay ấy, với những gì họ nói ấy, thì họ đang không giúp câu lạc bộ tiến lên. Đấy. Và mình hiểu được vì sao họ làm thế. Dù gì đi nữa thì Ole Gunnar Solskjaer cũng là đồng đội cũ của họ. Họ coi Ole Gunnar Solskjaer như là một người anh trai. Đấy. Và nếu như mà mọi người không biết thì kiểu như là cái thời mà mình luyện đá bóng ở bên Singapore ấy, thì cái đợt đấy mà tập với nhau ấy, cái thứ thì cảm giác như là như những người anh em, như kiểu đi chuẩn bị đi chiến tranh với nhau ấy, tại vì tập rất mệt, hàng ngày hàng tuần lúc nào cũng gặp nhau hết, và kể cả trong trong giờ đi học thì ăn trưa cũng gặp nhau cái kiểu đấy, thì cái khoảng thời gian mà mình dành cho nhau ấy nó rất là nhiều, và khi mà dành nhiều thời gian như thế thì tất nhiên là có một cái tình đồng đội, tình đồng chí đúng không? Thì khi mà những người này mà lên truyền hình ấy, người ta không muốn có cái feel là người ta đang bán đứng đồng đội đi. Đấy, thì mình hiểu được điều đấy. Nhưng mà dù gì ấy, nếu như người ta không bán đứng đồng đội đi, hoặc là người ta không nói sự thật ấy, thì người ta cũng đang bán đứng cái câu lạc bộ này đi. Khi mà không chịu chấp nhận là cái lỗi cốt lõi ở đây, cái vấn đề cốt lõi ở đây chính là huấn luyện viên và cả cái dàn huấn luyện viên đấy. Mọi người nên nhớ là cũng có Michael Carrick ở trong đấy, cũng là đồng đội cũ của Rio Ferdinand và Gary Neville nữa. Đấy, thì thứ hai này này, khi mà Rio Ferdinand đã ra cái podcast đấy và chính thức từ mồm ông ý nói thẳng thật ra là đã đến lúc Ole Gunnar Solskjaer cần phải nhường lại cái vị trí này, và nếu như mà Ole đi ấy thì dù gì Ole cũng được ngẩng cao đầu, tại vì những gì mà Ole đã cống hiến cho câu lạc bộ và đã xây dựng câu lạc bộ và cái đội hình này ở cái đến cái mức này cho đến thời điểm này, để nhường lại cho một ai khác để có thể tiếp tục đem câu lạc bộ này đến vinh quang hơn. Đấy là cách nói của Rio Ferdinand và mình hoàn toàn đồng ý. Và đây đúng là một cái bước ngoặt lớn và một sự có thể gọi là tiến triển trong cách suy nghĩ và cách giao tiếp với fans. Và mình thấy thì đấy, tuần này đi nữa thì chúng ta đã có một nhân vật đầu tiên là Rio Ferdinand mà đã ra là ex-player, là cầu thủ cũ của Manchester United, ex-teammate, là đồng đội cũ của Ole Gunnar Solskjaer đã ra và đã nói như thế rồi. Đó là quan điểm của ông ý và rất rõ ràng luôn. Cuối cùng nó đã xảy ra. Hơi muộn đấy, thực sự nó đáng lẽ là phải xảy ra sau cái trận thua Liverpool rồi, nhưng mà dù gì nó cũng đã xảy ra rồi. Thì mình đang đợi Roy Keane và Gary Neville ở đây. Tại vì hai người này thì nói thật mình rất thích Roy Keane nhé. Roy Keane thì nổi tiếng ở bên này ấy, là nói thẳng toạc ra và chửi rất dã man. Cái tính của Roy Keane là thế, từ trước đến nay là thế. Ví dụ như cái đợt trước đây, hình như là 1-2 năm trước, có chửi Harry Maguire với cả David De Gea, có một cái video cực kỳ viral bên này. Mọi người không biết là ở Việt Nam có xem được không, tại vì mình biết đấy là thường là những cái video và những cái nội dung của những cái đài truyền hình khác ấy thì bị chặn, tại vì ở Việt Nam thì có K cộng đúng không?
Đấy, thì mình thật ra nhiều nội dung nhá, ở Việt Nam ấy, ở K cộng ấy mình không xem được. Thế nhưng mọi người không biết, mình ở bên này mình không xem được. Chỉ là mình vào cái phần analytics của YouTube ấy, đấy thì nó nói là ồ, nhiều người đã đến từ những cái video này 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 và thường là từ từ những cái video của K cộng ấy để xem video của bạn ở trên Hiếu CK Ray, ở trên cái trang đấy. Thì mình click vào thì nó lại bị block, mọi người không? Thì mình thực ra không xem được những cái nội dung của K cộng, mà mình tin là các bạn chắc cũng không xem được những cái nội dung của ấy, tại vì dù gì thì họ cũng có họ mua bản quyền mà. Đấy thì họ có thể gọi là thống trị cả cái khu vực đấy mà họ 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 mua bản quyền. Anyway. Thì Roy Keane ấy nổi tiếng với những cái lời nói chung là khá là căng, để nói một phát là kiểu như là như một lưỡi dao chém vào tim người luôn. Đau. Đấy. Nhưng mà Roy Keane từ trước đến nay thì mình khá là thất vọng, tại vì chưa bao giờ dám nói gì xấu về Ole Gunnar Solskjaer cả. Luôn luôn tránh, luôn luôn né tránh. Và cái điều này thì kể cả những nhà phỏng vấn ở các câu lạc bộ khác lẫn fan hâm mộ khi mà xem thì cảm thấy rất là khó chịu. Tại vì cái lỗi nó hiển nhiên, nó trình hình ngay trước mặt luôn ấy. Đấy, mà không bao giờ chịu nhận cả. Đấy, thì mình xem, thì bây giờ chúng ta sẽ xem là trong những tuần tới Ole Gunnar Solskjaer sẽ giải quyết vấn đề này như nào, và nếu như mà vẫn còn tệ hại ấy, thì Gary Neville và Roy Keane và kể cả Paul Scholes nữa thì có dám nói gì không? Thì đấy là suy nghĩ của mình nói. Còn gì nhỉ? Hình như là còn thêm một cái ý nào nữa mà mình đã muốn nói trước khi chuyển sang một cái chủ đề khác. Đó là sao nhỉ? Mọi người đợi cho mình khoảng vài giây nhé, để mình suy nghĩ, tại vì đôi lúc cứ nói thì quên hết tất cả những gì mà mình định nói. Roy Keane, Gary Neville, Rio Ferdinand, Paul Scholes, chắc thế rồi đấy. Thôi bỏ đi, nhớ được thì nói, không nói không nhớ được thì thôi. Ok, đây ý đầu tiên ở trong cái video này. Ý thứ hai mình muốn nhắc đến đó chính là hôm qua vừa mới nhắc đến Roy Keane. Thì hôm qua đội tuyển Anh có một trận hình như giao hữu với đội tuyển Albania, đội tuyển quốc gia Albania, đúng không? Mọi người không biết thì Albania một cái đất nước mà nền bóng đá không phát triển cho lắm. Và ngay hiệp một thôi thì Anh đập cho Albania tan xác pháo 5-0. Harry Kane có một quả hat-trick. Và trong số 5 bàn đấy thì có Harry Maguire đã ghi bàn với một cú đánh đầu khá là đẹp. Nhưng mà khi mà đánh đầu xong ghi bàn ấy thì Harry Maguire đã chạy ra góc sân và ăn mừng bằng cách là giơ tay lên tai, kiểu như là khiêu khích là bọn mày chỉ trích tao à. Và khi mà soạt để ăn mừng thì đã giơ hai cái ngón tay như này, mọi người thấy không? Coi như là bọn mày hãy im hết đi, tao không nghe những gì bọn mày nói đâu, để chứng tỏ cho những người mà đã chỉ trích Harry Maguire trong những tuần những tháng vừa rồi ấy, đấy là những cái người này họ sai lầm đến mức nào. Và ngay sau đấy Roy Keane đã lên truyền hình, hình như là giữa hiệp, và được hỏi về cái cách ăn mừng này thì Roy Keane ngay lập tức đập cho Harry Maguire tan nát và đã nói là đúng là một sự xấu hổ, một sự nhục nhã khi mà cái thằng này nó phải làm như thế. Thằng mà, tại vì Roy Keane dù gì cũng lớn tuổi rồi, thằng này nó phải làm như thế, hiểu không? Nó làm như là nó đang silence, có nghĩa là làm im lặng đi những người chỉ trích nó từ bấy lâu nay. Nó từ trước đến nay trong những gọi là trận gần đây đã tệ hại cho Manchester United. Đấy, thì ý ở đây, Roy Keane ở đây là nếu như mà mày muốn làm cho người khác nuốt lời và im lặng ấy, đấy thì mày hãy có những cái màn trình diễn thuyết phục như thế cho Manchester United đi. Tại vì dù gì thì đây cũng là England đá với Albania. England ấy, mọi người phải hiểu ấy, ở bên Anh nhà này quan niệm ấy là club football, là bóng đá của các câu lạc bộ ấy, là nó đẳng cấp như thế này. Sau national football ấy, đấy có nghĩa là bóng đá, cái trình độ bóng đá của các đội tuyển quốc gia ấy nó thấp hơn. Tại vì đơn giản là họ không đá với nhau thường xuyên, và ngoài ra là tất cả các đất nước nó chênh lệch với nhau rất nhiều. Không, bây giờ bạn còn đá Albania nữa. Nó tệ hại đến cái mức này à? Mà Harry Maguire có thể có một cái màn gọi là ăn mừng ghi bàn nó khá là tinh vi.
Tôi là đá với LB như kiểu như là bây giờ bạn đá với các đội sinh viên đại học nữa. Bạn đá xong rồi tự dưng một hôm bạn về quê. Thế là bạn gặp mấy bọn trẻ, trẻ làng đấy, thì ở sinh viên đại học bạn đá không ra một cái gì cả. Bị huấn luyện viên chửi, bị người yêu bỏ. Rồi bạn về quê bạn đá thì bạn bắt nạt được một cái thằng trẻ con ở quê đá mấy cái bóng quả bóng nhựa ấy. Thế là bạn kiểu ghi bàn bóng nhựa xong phát bạn ăn mừng kiểu bạn hình dung kiểu xung quanh mình 75.000 người ở Old Trafford đang vỗ tay rồi quay phim và chụp ảnh hò reo tên bạn đúng không? Nhưng mà thật ra ấy, bạn đang đứng ở một cái ao làng thế thôi. Đấy, thì cảm giác là như thế. Và Harry Maguire ở đây đang chửi cho tơi bời Roy Keane đang chửi cho tơi bời Harry Maguire. Cái vụ này thì mình thấy là khá là đồng ý thôi. Đây. Nói chung là cái câu lạc bộ này ấy, thường là như là bạn Duy Trương ở cái comment trước rất dài, bạn ấy bạn có nhắc đến tiêu chuẩn thì mình cũng muốn nhắc đến cái điều này thôi. Cái tiêu chuẩn cái câu lạc bộ này ấy, là luôn phải duy trì ở độ cao phải không đấy, và khi mà bạn là có thể gọi là đội trưởng của đội bóng, đội trưởng một trong câu lạc bộ lớn nhất thế giới mà bạn đi ăn mừng kiểu như thế đối với một đội như là Albania đá cho đội tuyển Anh, đối với Albania thắng 5-0 ở hiệp 1 mà lại còn ăn mừng kiểu như thế sau vài tháng với một cái màn trình diễn tệ hại cho Manchester United ấy, thì đúng là hơi vô liêm sỉ, hơi hơi gọi là hơi xấu hổ, hơi đáng nhục một chút. Đấy, thì đối với mình là thế. Nhưng mà dù gì đi nữa ấy, thì mọi người cũng nên nhớ là có rất nhiều nguồn tin cho hay là vợ Harry Maguire cũng ra cách đây khoảng vài tuần đúng không? Hay là một tuần gì đấy cũng post lên mạng xã hội và bảo là Harry Maguire hiện tại đang gặp rất nhiều gọi là khó khăn trong cuộc sống và mỗi khi về nhà thì luôn luôn trách tự trách bản thân thì dù gì cũng ảnh hưởng đến gọi là mental health đúng không? Có nghĩa là sức khỏe tinh thần, sức khỏe tinh thần là một cái chủ đề rất là được biết đến rộng rãi ở bên này trong những năm gần đây ở bên Anh nhà này và đặc biệt là ở những nước phương Tây. Mình nghĩ là cái chủ đề sức khỏe tinh thần ấy và dù gì nó cũng có cơ hội dẫn đến những cái vấn đề như là depression, có nghĩa là bị trầm cảm. Thì cái này là một cái chủ đề rất serious và rất rất quan trọng mà ở Việt Nam mình thấy là chưa được đề cập nhiều đến. Thì cái này thì mình nghĩ là cũng cũng là một vấn đề quan trọng thôi. Thì tất nhiên là chúng ta bàn bạc ở đây ấy, thì chúng ta bàn bạc dưới góc độ là fan MU đấy, nhưng mà mình cũng nên nhớ là chúng ta đều là người, người ở đây thì phải có tình cảm đấy và phải có lương tâm. Cho nên khi mà chửi Harry Maguire ấy thì bàn bạc dưới dưới góc độ của fan là muốn những gì tốt đẹp cho MU thôi, nhưng mà cũng nên nhớ là bạn này thì bạn ấy cũng là một con người và một con người cũng chịu rất nhiều sức ép và những khó khăn trong cuộc sống đấy, thì khi mà bị khi mà đá mà không tốt như này này đấy thì bị chửi mà bị chửi nhiều quá thì dù gì cũng tụt tinh thần, tụt tinh thần thì về cũng tự trách bản thân rồi cũng ảnh hưởng đến mentality đúng không? Đấy thì mình cũng chả hiểu ý mình ở đây là gì nữa, tại vì mình thì xem bóng đá thì vẫn chửi thôi, nhưng mà có lẽ là không nên lên mạng xã hội, trang mạng xã hội của bạn ý và chửi đấy, ý mình là thế. Mình bàn tán với nhau này, mình chia sẻ cảm xúc, mình chia sẻ những cái ý kiến của mình ở trong cái cộng đồng này thôi, nhưng mà mình cũng không nên lên kiểu mạng xã hội bạn ý comment và chửi hay inbox bạn ý kiểu kiểu đấy. Thì mình nghĩ là cái đấy thì nó hơi có xu hướng là công kích cá nhân quá đấy, nó hơi hơi personal quá so với những gì mà mình bàn bạc như này này, thì nó theo xu hướng là muốn tốt cho đội hơn, bàn bạc với cộng đồng hơn là công kích một cá nhân đấy. Thì góc nhìn của mình là thế. Ok, đọc nhanh một comment này. Huyền UB, bạn đã nhắn tin để lại trong cái video Sancho đá wing back, Ronaldo làm huấn luyện viên kiêm cầu thủ của mình ở trên viện Devils, bạn nhắn tin, bạn để comment, bạn bảo là What do you think about Man United fans will hold protest this Saturday? Dịch ra là bạn nghĩ gì hoặc là anh nghĩ gì về cái việc mà fan MU thứ bảy này là hôm nay sẽ có một cuộc biểu tình ở Old Trafford. Thì mình đồng ý thôi. Câu lạc bộ này ấy, mọi người phải hiểu là cái câu lạc bộ này giờ nó đã quá đổ nát rồi. Đấy, nó đổ nát ở nhiều khía cạnh. Nó đổ nát từ chủ chúng ta không yêu môn thể thao này và cũng không có một cái cảm xúc thiết tha gì về cái câu lạc bộ này đó lắm, ngoài việc là nó kiếm tiền cho chủ đúng không, nó đổ nát ở cái việc là huấn luyện viên của chúng ta dù gì cũng là một cái huyền thoại của đội bóng và của câu lạc bộ, nhưng mà hiện tại đang có một màn trình diễn tệ hại
và dường như là khiến cho fan có một cái sự mâu thuẫn trong cảm xúc. Nó thối nát đổ nát ở chỗ là các cầu thủ của chúng ta vẫn chưa phát huy hết được tiềm năng của mình. Mình nói ở đây ví dụ như là Paul Pogba ở với chúng ta được bao nhiêu năm nay rồi nhưng mà dường như là chưa đạt được cái level mà mình mong đợi, và là một cầu thủ gây rất nhiều tranh cãi, rất rất nhiều tranh cãi luôn. Nhiều người bảo là Pogba cũng có một cái hệ thống quanh anh ta để có thể phát huy hết. Nhiều người thì bảo là đẳng cấp thế giới ấy, thì không cần một cái hệ thống đẳng cấp thế giới như kiểu Bruno Fernandes nhảy vào là tạo ra một cái sự ảnh hưởng ngay lập tức luôn, đúng không? Đấy, đẳng cấp thế giới như Ronaldo vào một cái đội kém như này ấy, nhưng mà vẫn tạo ra những cái khoảnh khắc để có thể cứu MU. Thì Pogba bao nhiêu năm nay, bao nhiêu năm, 5 năm, 5 năm nay rồi, chưa thấy được một cái sự gọi là consistency nhất quán trong màn trình diễn gì cả. Xong rồi thối nát ở chỗ là nó thật đấy, cái cơ sở hạ tầng của câu lạc bộ này đã được báo chí đăng rất nhiều là đang đi xuống rồi, cơ sở hạ tầng thì đang dần dần kém phát triển. Xong rồi hình như là ở trong các khu gọi là gì nhỉ, nấu ăn ấy, cái khu bếp ở trong câu lạc bộ ấy thì có chuột những cái thứ. Nói chung các bạn có thể đọc trên mạng thì mọi người thấy là tổng thể cái câu lạc bộ này nó đi xuống rất nhiều, phải không, về nhiều khía cạnh. Thì fans, người hâm mộ, người ta ức chế là đúng, đúng không? Mọi người phải hình dung đây là cái câu lạc bộ. Có cái câu gì ở trên mạng nha, là bạn có thể thay đổi được religion, là religion, cứu tôi với, religion là gì, đức tín. Bạn có thể thay được đức thay đổi, bạn có thể thay đổi được đức tín đúng không, bạn có thể thay đổi được vợ, nhưng mà bạn không bao giờ thay đổi được cái câu lạc bộ mình thích. Và cái này thì mình thấy khá là đúng, tại vì mình đã thấy những người mà đã ly dị này, mình đã thấy những người mà đã ví dụ như là cặp với những người khác và đổi đức tín từ kiểu không tin gì, không tin đạo nào, sang tin Christianity là đạo Thiên Chúa hay là đạo này đạo kia, mọi người hiểu không? Nhưng mà tôi chưa bao giờ thấy ai mà đổi một câu lạc bộ, có thể họ dừng, họ không support cái câu lạc bộ đấy nữa. Đấy, ví dụ như là họ không theo dõi nữa. Đấy, thì mình biết khá là nhiều fan, ví dụ như fan MU hay là fan Arsenal là những năm gần đây là thôi bỏ không xem nữa rồi. Đấy, đi làm cái việc khác thì ok. Nhưng mà mình chưa bao giờ thấy một ai mà là fan MU mà chuyển sang làm fan Chelsea hay là fan Man City cả. Đấy, thì hoặc là nếu như có ấy, thì cực kỳ hiếm, cực kỳ hiếm. Thì nó có cái câu đấy thì mình cũng tin, mình cũng khá là tin vào điều này. Thì mọi người hình dung đi, khi mà mình có một cái câu lạc bộ mà mình đã ủng hộ bao nhiêu năm nay rồi và bây giờ nó đã bị đổ nát đến cái mức thế, và sau khi thua 0-5 Liverpool và thua 0-2 Man City tại Old Trafford luôn. Old Trafford từ trước đến nay đáng lẽ phải là một cái gọi là gì nhỉ, một cái sân vận động, một cái pháo đài đáng sợ cho rất nhiều người và rất nhiều đội khi mà đến. Không, bây giờ Old Trafford ai nghĩ là đến Old Trafford đó, người ta cũng nghĩ là ok, chắc là có một cơ hội để thắng ấy, và đó là một sự sỉ nhục thực sự luôn, đó là một sự sỉ nhục. Mọi người hình dung đi, bây giờ Norwich mà đến Old Trafford mà đá hả? Tôi xin lỗi nhé, Norwich bét bảng, nhưng mà đây là giải Ngoại Anh. Giải Ngoại Anh ấy thì không biết được điều gì. MU không biết được điều gì. MU này không phải MU cách đây 10 năm đúng không? Đây là MU hiện tại. Không biết điều gì sẽ xảy ra. Và vì thế, Norwich ấy, nếu như mình là huấn luyện viên của Norwich ấy, thì mình cũng bảo là, ê bọn mày ơi, đây là Old Trafford. Đúng không? Bọn nó thua Aston Villa. Thua Aston Villa với Old Trafford là mình nhớ không rõ lắm. Nhưng mà anyway, Everton đến đấy hòa. Hòa được. Everton đến đấy mà hòa được. Liverpool đập cho bọn nó 0-5, có thể là 0-8 nếu muốn. Man City cũng có thể lên đến 0-7, 0-8. Đúng không? Đây là một cái đội bóng mà hiện tại đang suy sụp về tinh thần. Rất thấp về lòng tự tin. Trình độ đá bóng thì không nhất quán. Đây là Old Trafford. Đây không phải là Anfield. Đây không phải là Etihad. Đây là Old Trafford thôi. Đó là suy nghĩ của những cái đội khác. Mọi người phải hiểu. Và dưới góc nhìn của fan MU ấy, quá thất vọng luôn. Và vì thế tất cả những người này họ phải kéo kéo nhau đến thôi. Họ phải kéo nhau đến và họ biểu tình, họ phải thể hiện cái cảm xúc. Đứng trước chúng ta biểu tình, chúng ta có được cái gì? Chúng ta có được một lời hứa, chúng ta có được nhà Glazers đã chính thức ra và công bố là sẽ có một cái sự communication, sẽ có một cái sự giao tiếp một cách rõ ràng hơn. Chả thấy giao tiếp ở đâu cả. Sẽ có một sự gọi là cải thiện cho câu lạc bộ. Và ngoài ra thì ngay lập tức sau đấy họ đã ký hợp đồng với Ronaldo. Mình nghĩ là cái việc mà Ronaldo được ký thì
Cái đấy là điều hiển nhiên rồi, chứ cũng không cần một cái biểu tình để châm ngòi cho cái quyết định đấy đúng không? Đấy, nhưng mà có một con sóc ở ngoài kia, dễ thương ghê. Đấy, nhưng mà lần này thì chúng ta biểu tình thì chúng ta sẽ được gì? Mong là chúng ta sẽ được sự sa thải của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer. Đã đến lúc mà ông ta cần phải kết thúc rồi. Và chúng ta cần phải, như bọn mình đã bàn bạc ở cái video trước ở trên kênh ấy, mọi người muốn biết cụ thể hơn thì mọi người lên để nghe. Nhưng mà bọn mình đã bàn bạc và cảm thấy là ok, cần một interim coach vào để dẫn dắt. Và một cái interim coach này sẽ không chịu sức ép của cái việc bị sa thải như là Oli, và vì thế sẽ làm cho cái câu lạc bộ này, cái đội bóng này đá được thăng hoa và được thoải mái hơn rất nhiều. Và sau đấy thì hè năm sau thì phải kiếm một cái huấn luyện viên nào thực sự đẳng cấp thế giới để có thể dẫn dắt MU. Đó là suy nghĩ của bọn mình. Cần gì nữa nhỉ? Đọc thêm một câu hỏi nữa nhé, một comment nữa nhé. Bây giờ khoảng bao nhiêu? 25 phút rồi. Có thể nói thêm được một câu hỏi nữa. Em rất thích mấy clip anh làm về MU. Em rất cảm ơn và chúc mừng anh và chúc anh thành công trong tương lai. Đây là em Chí Thanh 03CD150TC. Ok, cảm ơn em. Mùa tới bán bớt ngôi sao, hàng công Lingard, Pogba rồi giải tiền cho toàn đội. Một huấn luyện viên có tầm thì MU sẽ trở lại vị trí vốn có. Bạn này, bạn Khánh Phạm Quốc. Thì mình không cười ý của bạn, mình cười một cái chi tiết nhỏ thôi, là bạn bảo là bán bớt Lingard với cả Pogba. Nếu như bạn không biết đấy thì Lingard và Pogba đang ở năm cuối của hợp đồng rồi. Có nghĩa là bạn nói là mùa tới, có nghĩa là sang mùa ấy thì dù gì họ cũng đi rồi. Họ không còn hợp đồng với công ty, đúng, công ty luôn, họ không còn hợp đồng với công ty nữa, công ty MU, đúng không? Đây là những nhân viên và họ có những cái hợp đồng với công ty MU, họ không còn hợp đồng nữa, họ đi luôn. Mình cũng bán, mình không được một đồng nào, mình không được một đồng nào luôn. Lingard không được một đồng nào, đáng lẽ phải đi West Ham, đáng lẽ phải đi West Ham rồi. Tôi không hiểu vì sao Lingard vẫn còn ở đây. Pogba cũng thế, mình mua 89 triệu bảng Anh, hồi đấy là kỷ lục giải ngoại hạng Anh. Giờ đi không đồng, không được một đồng nào luôn cho Pogba. Mọi người có thể thấy cái sự kém cỏi trong cách điều hành của Manchester United đến mức nào. Nghe tưởng chừng là đây là một công ty thích làm tiền, những người ở thích làm tiền, nhưng mà dù gì thì nó cũng không biết làm tiền từ những cái tài sản gọi là lớn nhất của họ ở đây là những cầu thủ, để Pogba đi. Đấy, thì bây giờ nghe bảo Fabrizio Romano đã bảo ấy, là MU đã đưa ra bản hợp đồng cho Pogba để gia hạn hợp đồng rồi. Từ hồi hè hè năm ngoái, trước mùa giải năm nay, nhưng mà Pogba vẫn để đấy, tại vì Pogba muốn suy nghĩ, xem tình hình, xem nhiều tình hình, hiểu không? Mình là Pogba mình cũng thế thôi, xem tình hình cầu thủ ấy, dưới góc nhìn cầu thủ ấy, họ phải xem là ok rồi, cái câu lạc bộ này ấy, đến tầm cuối giải này ấy, là đang đi đến đâu, tương lai là gì, hiểu không? Ngoài ra thì có được Champions League không, tại vì đối với những cái cầu thủ đẳng cấp thế giới này họ cần phải có Champions League đấy. Xong rồi họ sẽ xem những cái câu lạc bộ khác họ đang như thế nào, họ đang trên đà phát triển như nào, những cái dự án để xây dựng tương lai của những cái câu lạc bộ đấy nó có thuyết phục hay không. Nếu như mà thuyết phục thì Pogba sẽ nhảy sang Juventus, Real Madrid hay PSG kiểu như thế đấy. Nhưng mà hiện tại thì Pogba không có một cái gọi là động lực gì để ký cái hợp đồng của MU hiện tại cả, đúng không? Và nó làm cho cái câu lạc bộ chúng ta rơi vào cái tình huống khá là éo le ở đây, là mình không biết là Pogba có đi hay không, đúng không? Nếu Pogba ký hợp đồng thì mình đâu cần một người để thay thế Pogba. Mà nếu như Pogba không ký hợp đồng thì mình phải chuẩn bị kịp để có một người nào đó để thay đổi, để thay thế Pogba, đúng không? Mà đây là lỗi của câu lạc bộ, tại vì câu lạc bộ đã để cái hợp đồng của Pogba nó đi đến hồi kết gần sát nút đến mức này, mọi người không? Đây không phải lỗi của Pogba. Mọi người không nên trách Pogba trong trường hợp này, tại vì bất kỳ ai ấy, trong trường hợp này ấy, của Pogba ấy, cũng làm y hệt thôi. Không có ai mà tự dưng mà ok tôi yêu MU mà không vô điều kiện tôi sẽ ký. Không, không. Pogba hiện tại là 28 tuổi đúng không? 28 tuổi đây là coi như là đây là cái hợp đồng lớn nhất còn lại trong sự nghiệp bóng đá. Về sau thì Pogba chắc phải đi một cái câu lạc bộ nào bé hơn một chút thôi. Tại vì lúc đấy thì nếu ký hợp đồng khoảng 5 năm thì dẫn đến là 33 tuổi, 33 tuổi. Pogba 33 tuổi thì không có nhiều câu lạc bộ lớn sẽ ưu tiên. Và mọi người phải hiểu được điều này. Đấy, thì dưới góc nhìn của Pogba, mình là mình cũng làm thế, chả trách gì cả. Câu lạc bộ thì kém, đợi đến bây giờ mới bắt đầu năn nỉ và bắt đầu xin 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 Pogba ký và gia hạn hợp đồng. Đấy, thì mình nghĩ là thế. Còn Lingard thôi rồi,
còn vài phút nữa. Nói nốt về Jesse Lingard nhé, trong group chat của mình ấy thì uống ngụm nước đã, nói liên tục. Cốc Starbucks. Ok, nói đến Jesse Lingard. Jesse Lingard ấy thì ở trong group chat của mình hồi đầu mùa giải ấy, có cãi nhau khá là nảy lửa. Đấy, thì mình nhớ không nhầm thì cô đỏ là một người khá là ủng hộ Lingard. Và bọn mình cãi nhau khá là nhiều về vai trò của Lingard ở đây. Và hồi đấy mình đã bảo ấy là Lingard là hợp với một cái đội nào đấy mà có phong cách phản công. Đó, có phong cách phản công. Và hồi đầu mùa giải ấy là trước khi mua Cristiano Ronaldo thì mình đá với Mason Greenwood đúng không? Mình đá với Edinson Cavani và mình đá với Marcus Rashford cắm ở trên, thì mình có cái độ pressing khá là cao cộng với Bruno đằng sau nữa. Đấy, và thường thì mình hay có xu hướng là đá với phần lớn các đội mà gọi là thủ sâu. Đấy, và mình thì phải cố phá vỡ cái hàng phòng thủ này để ghi bàn. Và cần một cái người nào đấy mà có cái độ điêu luyện và độ ban chuyền nhất định, như là Wan-Mata, như Jadon Sancho kiểu như thế. Đấy, thì góc nhìn của mình hồi đấy là Jesse Lingard là một cái cầu thủ mà mình nghĩ theo cái hướng mọi người hình dung Lingard thời đỉnh cao của MU, Lingardinho, hay là cái thời mà đá cho West Ham ấy. Mọi người hình dung ấy, những cái pha mà khủng khiếp nhất của Lingard ấy là những cái pha phản công. Chạy trước mặt phát rất rộng, hiểu không? Có nhiều khoảng trống, chạy rất tốt, chạy rất nhanh, dắt bóng rất là khéo và sát người. Đó, và ghi bàn. Đó là góc nhìn của Jesse Lingard, góc nhìn của mình về Jesse Lingard. Thì khi mà nhìn một cái đội này này, nếu như ấy mà bạn đá với cái đội hình như thế đi, mà bạn nhìn lên bench, hồi đấy là Dan James còn chưa đi nhá. Bạn nhìn lên bench ấy, mà bạn muốn ai đấy để ra khỏi dự ghế dự bị và thay đổi tình huống của trận đấu ấy, thì bạn sẽ chọn ai? Bạn sẽ chọn một ai đấy chuyên về chạy này và phản công như là Dan James, hay là bạn chọn một cái tình thế trận đấu ấy khiến bạn cần phải một người nào đấy mà vào để có thể có những pha one two rất nhanh và ban chuyền rất là thông minh, ví dụ như là Jadon Sancho hoặc là Wan-Mata, đúng không? Đấy, thì khi mà có những cái cầu thủ như thế ở trên sân ấy thì Jesse Lingard nhét vào đâu? Jesse Lingard không phải là chạy nhanh nhất đội như là Dan James. Jesse Lingard cũng không phải là người mà ban chuyền thông minh nhất đội như là Wan-Mata hay là Donny van de Beek, mọi người không? Hoặc là even Jadon Sancho. Jesse Lingard là đối với mình ấy là một cầu thủ mà hơi hơi bên này, hơi hơi bên kia. Và khi bạn là một cái cầu thủ mà nó không phải là specialist, có nghĩa là không phải chuyên gia về một cái lĩnh vực gì đấy, thì thường ấy huấn luyện viên sẽ không bao giờ nghĩ đến bạn. Khi mà gặp một vấn đề, chúng ta cần một specialist ra để giải quyết, đúng không? Ví dụ như là bạn hỏng ổ khóa, bạn cần một người chuyên gia phá những cái ổ khóa để đến. Không phải là bạn gọi một ai đấy mà hơi hơi giỏi ổ khóa một chút nhưng mà cũng hơi giỏi sửa đèn. Mọi người hiểu ý tôi không? Đấy. Và khi mà bạn gặp một vấn đề ở trong trận đấu thì bạn cần một cái specialist để ra, một cái người chuyên gia để ra sân và có thể giúp bạn giải quyết cái vấn đề đấy. Và đối với mình thấy hồi đấy là Jesse Lingard ở lại MU nó không make sense, có nghĩa là nó là một cái tình huống rất là khó hiểu, và mình cho đến bây giờ mình vẫn không hiểu vì sao là Lingard không đi, hoặc là West Ham không đủ tiền mua, hoặc là West Ham đủ tiền mua nhưng mà vẫn mặc cả, hoặc là MU vẫn đòi thêm tiền tuy là West Ham trả đủ tiền rồi, hoặc là MU thực sự muốn giữ Lingard, hoặc là Lingard muốn đi không muốn đi chẳng hạn. Đấy, có rất nhiều lý do đúng không? Chúng ta hiện tại không thể biết được vì sao. Nhưng mà Fabrizio Romano đã từng nói là hồi đấy ấy, là không chỉ mỗi West Ham muốn mà có cả AC Milan cũng muốn Jesse Lingard nhưng mà không thành. Đấy, thì và hình như Fabrizio Romano cũng đã nói là Jesse Lingard muốn ở Anh chứ không muốn đi nước ngoài. Thì đây rất là nhiều yếu tố đúng không? Và rất nhiều vấn. Ôi giời ơi, lại bị một lần nữa lại bị hết bộ nhớ, đúng rồi, chưa học được bài học. Đấy, thì đối với mình ấy là Jesse Lingard tôi không hiểu vì sao mà vẫn còn ở đây. Và nếu như mà bảo với mình là Ole Gunnar Solskjaer đã thuyết phục Lingard để ở lại ấy, thì mình cũng không tin. Mình không tin, tại vì Ole có quá đông người, không cần Lingard. Why do we need Lingard? Chúng ta không cần Lingard đúng không? Đấy, thì hay là Lingard sau đấy thấy Ronaldo đến thì Lingard muốn ở lại, tại vì dù gì Lingard cũng gọi là thần tượng.
anh bảy. Oh my god, bực ghê cơ, bực ghê cơ, xóa bộ nhớ rồi nhưng mà vẫn bị cắt video. Thôi rồi, mình kết thúc video tại đây nhá. Mọi người thấy đấy, đấy đấy góc nhìn của mình này. Đầu tiên là về tất cả các phân tích viên mà là ex Manchester United player, là những cầu thủ cũ của MU, đặc biệt là Rio Ferdinand và Gary Neville. Thứ hai là góc nhìn của mình về lời nhận xét của Roy Keane với Harry Maguire trong cái trận đấu hôm qua giữa đội tuyển Anh và Albania. Và đấy là góc nhìn thứ ba của mình về cái cuộc biểu tình cuối cuối tuần này, thì mong là biểu tình xong thì mình được thêm Messi luôn. Mỗi lần biểu tình là được một cầu thủ đẳng cấp thế giới. Ê, quá ngon, anh em cứ cứ đến đấy mà party ấy. Và cuối cùng là mình trả lời một số comment khác, ví dụ như là Lingard, Pogba các kiểu đấy về câu lạc bộ này. Rồi mọi người biết rồi đấy, Facebook, Instagram, Việt Devils, like, share, subscribe, biết hết mấy cái đấy rồi. Cảm ơn anh chị em mãi cháy. Bây giờ thì bye bye.